Xin chào mọi người nhé. Mọi người đâu hết rồi? Mình giới thiệu với mọi người nhé. Chào mọi người, mình tên là Nguyễn Ngọc Khang, sinh ngày 26 tháng 12 năm 1975. Hiện tại là mình khi mình phát xe phát live trực tiếp ở trên cái Facebook đó. Đầu tiên mình không có ý tưởng này đâu, nhưng mà sao có một số người bạn xúi giục mình, thế mình làm. Nhưng mà cái đó cũng là một cái động cơ, và cái là cái cơ hội để mình luyện tập hàng ngày, để mình nói với mình share trên tường mình thôi, không ảnh hưởng, không có chết ai cả. Mình không có mang cái đến cho mọi người một cái, người ta nói gọi bảo là nói như thắng vậy đó, không nè, không có. Mình đang luyện tập, mình luyện tập hàng ngày. Có những người đang xem với mình đó, hay là đang tương tác với mình đó, là cũng thì mình cảm ơn, thì họ cùng chung luyện tập với mình. Tại vì mình đang build, đang xây dựng, có nhiều công việc lắm, hiện tại mình có nhiều công việc lắm, mình cần cái một sự luyện tập. Tại vì khi mà nói luyện tập, nói công việc vậy đó, thì mình nói chuyện với đám đông, mình sẽ không bị run, mình không bị sợ. Có nhiều người tâm lý lắm, khi họ nói chuyện với đám đông họ nói không được, mình nói mình thì họ nói được, còn nói chuyện đám đông thì vô phương. Lần đầu tiên nói chuyện cái này, người bạn mình cũng hỏi là khi mình nói chuyện với đám đông vậy mình có run không? Run chết chứ, không có run vậy. Có một lần đó thì một dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình đó, thì sáng họp an toàn, thì bữa đó thì anh phụ trách an toàn, thì mình ở đó thì mình quản lý một cái đội ngũ về làm một cái hạng mục nhỏ thôi, cũng khoảng gần 100 công nhân mình quản lý đó. Thì kêu mình nói an toàn thì mình lên nói an toàn với cả ngàn công nhân. Lúc đó thì lúc đầu thì nói thì nó rung, nhưng mà sau thời đó thì mình hít thật sâu vô cái mình tràn đầy năng lượng, cái là mình hết rung. Cái đó thì cái này thì nhầm, người có nói chuyện, có người nói chuyện có khiếu năng nói chuyện lưu loát, hay là có những người diễn giả rất là nhiều, mình họ nói chuyện rất là lưu loát, thấy như thế đó là họ phải trải qua một quá trình luyện tập, phải luyện tập thôi, ai cũng luyện thấy là luyện tập hết đó. Mà chủ đề ngày hôm nay thì mình muốn đẩy lên trên tường nhà mình đó. Đó làm cách nào bạn chiến thắng cái giường bệnh và cái giường chiến thắng cái giường bệnh, hoặc là bạn đánh bại cái giường ngủ. Khi mà bạn đánh bại cái giường ngủ á, điều đó chứng tỏ là cái giường bệnh nó xa rồi, cái giường bệnh nó đi xa ra. Bạn dậy sớm hơn, bạn làm nhiều việc có ích hơn, đầu óc bạn minh mẫn hơn và tỉnh táo hơn, và cuộc sống bạn có nhiều sự lựa chọn, và bạn luôn luôn tỉnh táo thì phải sự lựa chọn đúng, còn ngu ngốc thì lựa chọn sẽ sai. Nên một cái điều là cần nói nữa là khi mà anh chị không cứ phát like lên, mình làm những gì yêu thích thôi,
nếu mà anh chị rảnh phát lên. Mình hiện tại giờ mình đang rảnh thiệt á, cứ 4 giờ chiều thứ bảy hàng tuần là giờ đó đúng mình rảnh thiệt. Mình đang rảnh đây, đang cực kỳ rảnh luôn á. Giờ này mình cực kỳ rảnh luôn nên mình phát like lên vậy. Nhằm khi cứ nói mọi người cứ bảo là ôi mình đang đọc thoại một mình, mình đang nói chuyện với một mình, thì có nhiều người vô xem, có người nhiều người không xem, có người chỉ trích. Nói chung là nếu nhiều người vô xem vào xem thì có một sự tương tác nào đó, thì đó điều đó là động lực để cho mình làm việc tiếp. Nói thật ra sự mà nếu mà không xem thì cũng ảnh hưởng sao, tại vì đây là cơ hội để mình luyện tập hàng ngày, mình luôn luyện tập hàng ngày. Có một câu chuyện này á, mình muốn kể đây á. Một hôm á, anh giường bệnh á, anh giường ngủ chứ, anh giường ngủ, anh đến thăm giường bệnh, anh hỏi anh giường bệnh, trời ơi, lâu ngày quá, sao anh không đến thăm tôi? Cái anh giường ngủ mới buồn mới bảo, ui, không được, sao mà tới thăm anh được? Anh cứ dậy sớm, anh cứ luyện tập thân thể của anh, lúc nào anh cũng khỏe mạnh, anh lựa chọn những cái thức ăn thực phẩm phù hợp với cơ thể anh. Anh hạn chế uống rượu bia, anh hạn chế tiệc tùng, anh dậy sớm, anh làm việc, và anh luôn luôn có mục tiêu đề cao sức khỏe của anh, thì anh chơi mấy thứ đó không à, thế thì tôi bye bye đi. Thì anh giường bệnh nó nói chuyện một cách cáo gắt, anh cứ làm vậy không à, thôi không chơi anh nữa. Anh bị tiêm nhiễm những thứ vô trong đầu anh. Tiệc tùng không có tham gia nè, nhậu nhẹt cũng có tham gia nè, thức khuya không có nè, rồi dành thời gian nói chuyện phím gì này cũng không có nè, là tinh thần không có bị lúc nào cũng thanh thản nè, không có bị nóng giận nè, nhiều thứ cộng lại thì anh cứ chơi mấy thứ đó không à, thì ngày nào đó thì chắc tôi bye bye anh luôn á, không chơi nữa. Anh giường ngủ, anh giường bệnh cực kỳ cáo gắt và chửi anh giường bệnh như thế. Theo anh chị thì sao? Và cái giường ngủ mà phải không phải thắng cái giường ngủ, tại giường ngủ anh chị nên chọn một cái khung giờ nào ngủ rất là cố định. Mình không khuyên, mình thân mình chọn khung giờ rất là rõ ràng, chọn khung giờ rất là chuẩn. Hai nữa là khi mà anh chị chọn cái giường ngủ thì giường ngủ thích hợp, nằm vô và ngủ và thức dậy sớm, và đừng bao giờ ngủ quá 11 giờ, và đừng ngủ nhiều hơn 7 tiếng hoặc 8 tiếng. Cái đó không ai cũng có thích ngủ, ngủ nhiều cũng được, nhưng thì anh chỉ cứ ngủ nhiều đi, cứ tham gia ngủ nhiều đi, ngủ nhiều thì cái giường bệnh của anh chị nó sẽ ngày ngày nó sẽ gần cái giường ngủ hơn. Cái giường bệnh á nó cực kỳ nó cáo gắt khi mà nó gặp cái giường ngủ. Cái giường ngủ đó chào anh Hòa. Nay mình đang luyện tập thôi, chào anh Hòa nha. Đang luyện tập thôi. Luyện tập hàng ngày, học được cái gì thì chia sẻ cái đấy, đẩy lên cái tường Facebook của nhà mình. Và có nhiều người vào xem và có nhiều người ủng hộ thì cái đó là nó tạo cái động lực để cho mình phát triển thêm, để sau này không có những việc cần mình làm, mình cần nói chuyện với đám đông thì mình nói chuyện hùng hồn hơn, năng lượng hơn. Rồi cảm ơn anh Hòa nha.
thì ai cũng muốn chiến thắng cái giường của mình á. Và bạn mấy các bạn nên nhớ một điều là cái giường á, khi mà cái giường ngủ á, bạn ở trên giường ngủ á, thì cái giá trị và của bạn á, thì có thể là vài triệu đô, đúng không? Nhưng mà người ta tưởng lầm là cái giường bệnh là cái giường đắt giá nhất. Nhưng mấy con người nằm ở trên giường bệnh á, thì không đáng một xu. Chắc chắn một điều luôn á, khi mà bạn nằm trên giường bệnh là bạn không đáng giá một xu nào á. Thì lúc đó có làm được đâu, có làm gì được đâu, chẳng làm ăn gì được hết á. Trên giường ngủ thì ok, nhưng mà trên giường bệnh thì không có đáng giá một xu nào. Mà người, mọi người cứ nghĩ luôn luôn cái giường bệnh là cái giường đắt giá nhất trên thế giới này. Cần cái gì mà phải đường cái giường đắt giá nhất, cái gì tránh xa nó đi. Chứ ăn nhậu nhiều, ăn những thứ bạn chọn lọc, đúng không? Chọn lọc ở đây là nó phù hợp với cơ thể các bạn, không phải ăn cần cao lương mỹ vị gì nữa. Cái cơ thể của các anh chị đó, nó tiếp nạp vô những cái gì, nó tiếp nạp vô nó khỏe cho cơ thể là được rồi. Nó duy trì mà cái vấn đề là cái não của anh chị nữa, nó vui vẻ vui tươi. Có những cái món ăn mà mấy anh chị giống như ăn thường xuyên, nhưng mà mấy anh chị ăn cùng gia đình, nó ăn cùng bạn bè, thì cái món nó sẽ ngon hơn là mấy anh chị ăn một mình. Điều đó chắc luôn. Và nhiều anh chị đâu có như anh chị đâu, phải muốn thay đổi là thay đổi một bữa hay một ngày một bữa đâu. Đâu muốn thay đổi, cứ duy trì đi. Thật sự là ai cũng muốn chiến thắng cái giường ngủ á, và thắng giường ngủ á, không, và tránh xa cái giường bệnh ra, ai cũng muốn á. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, thay đổi làm gì? Nhiều người họ có tâm thái như vậy đó, họ thay đổi làm gì? Cuộc sống tôi như thế là đủ rồi, thay đổi làm gì? Đầy đủ rồi, tôi cũng chẳng giàu hơn ai, và cũng chẳng nghèo khó hơn ai nữa. Cuộc sống tôi cứ tăng nè, thay đổi làm gì? Tôi đủ khỏe rồi. Nhầm người nó định hướng mình là sống tới 70 tuổi là ok. Chính xác luôn, 70 tuổi là ok. Là nhầm người không muốn sống hơn. Nhưng mà cái vấn đề là con người nó quái đản, cái là khi mà nó thực sự nó tiêu cực ở chỗ là khi mà người ta sống thọ cũng là, mà người ta sống, người ta chết yểu cũng là, người khi sống thọ hơn. Ôi cái ông nội sống thọ ăn hết của con cái, còn người chết yểu, cái thằng chết yểu. Nên các anh chị phải đồng ý với điều là muốn thanh cái tâm hồn mình thanh thản đi một chút không. Thanh thản hơn một chút nữa thì điều đầu tiên các anh chị phải hiểu một vấn đề là mình sống chung với lũ, mình sống chung với thời tiêu cực, né là tiêu cực, thì mình sống trong cái tâm trí mình lúc nào cũng quân bình, nó cân bằng. Mà có những nghịch cảnh đó, nó ảnh hưởng đến anh chị, điều đó anh chị luôn luôn cảm ơn nghịch cảnh. Có những khó khăn túng thiếu anh chị không, mà anh chị đi vay mượn người này người kia không, anh vay gì người này người này không cho, điều đầu tiên anh chị là phải cảm ơn họ liền. Rồi tôi cảm ơn anh chị nha, tôi cảm ơn anh chị. Thì điều đó là anh chị một người vay không được thì ba người, bốn người, năm người, thì tôi hứa chắc 100% là không ít thì nhiều, chẳng có người nào khác người đó cho anh chị vay cứu cánh anh chị, để anh chị thoát qua cơn khó khăn về kinh tế. Điều đầu tiên chắc luôn, thì lúc khi mà tôi đi làm không, tôi đi làm việc á, thì tôi xin việc, đầu tiên cũng xin việc mà, thì tôi luôn luôn nghĩ trong đầu á, thì bất cứ công ty này nó đóng vào một cánh cửa thì tôi hứa chắc với anh chị là tôi luôn tin tưởng là ở một công ty khác nó sẽ mở tôi ba cánh cửa. Luôn luôn tin tưởng. Thì anh chị tin thì anh chị mới làm được. Cái niềm tin trong tâm trí nó rất cực kỳ lớn, nó khủng khiếp đến nỗi mà nó phải phá hủy hình như là những cuộc chiến tranh trên thế giới mà xảy ra tới thời điểm này, hay là những cuộc xung đột là phụ thuộc vào niềm tin ở trong tư tưởng mọi người thôi. Nó khủng khiếp lắm. Khi anh chị bị thất nghiệp công ty này, nó đuổi việc các anh chị không, thì đầu tôi hứa với anh chị luôn là sẽ có 3-4 công ty nó sẽ mở một cánh cửa nào để anh chị đi vô đó anh làm. Và anh chị luôn luôn tin tưởng là mình sẽ không thất nghiệp. Cũng vậy, quay lại vấn đề cũ chính ở đây phải không? Khi mà anh chị nói tới cái giường bệnh hay cái giường ngủ,
Nếu anh chị chưa thay đổi thì anh chị sẽ chiến thắng cái giường bệnh, và anh chị lánh xa cái chiến thắng cái giường bệnh, và anh chiến thắng luôn cái giường ngủ. Chiến thắng vô cái giường ngủ, và anh chị tránh xa cái giường bệnh, thì cái giường bệnh nó sẽ xa 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 dần. Mà nhớ một điều, luôn luôn nhớ một điều duy nhất ở đây lắm không, là khi mà là anh chị nằm ở trên giường ngủ á, thì anh chị còn giá trị vài triệu đô à, còn anh chị nằm trên giường bệnh là mấy chị không đáng một xu. Đồng ý là cái giường bệnh này cực kỳ đắt giá trên thế giới này. Và tôi nói rõ ràng ở đây đó, là khi mà tôi phát cái chương trình này lên đó, là tôi nói chung là tôi học cũng ở rất nhiều người, học rất là nhiều người. Hiện giờ tôi đã phát lên là đọc hội, không có người người vô xem mới đọc hội. Mấy anh chị làm việc giống như vậy, làm việc thì mấy anh chị cần phát trực tiếp, anh chị cứ phát đi. Tôi hoan nghênh ủng hộ anh chị. Nếu có thời gian, bạn bè chung ở đây có thời gian dành đó thì tôi nghe. Còn khi có rảnh rỗi tôi nghe lại. Tôi nghe lại những cái gì mà nó sai thì tôi chỉnh sửa. Và bản thân của tôi cũng vậy. Khi mà nó nói chuyện nó có sai. Hiện giờ là có nhiều cái sai nè. Sai lúc này là không sao. Nhưng mà sao làm lâu, làm về lâu về dài. Và có nhiều anh chị ủng hộ, lúc đó cái sai mới đáng sợ. Và những cái thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần sai, nó phá hủy con người chúng ta. Anh chị luôn luôn tự tin và phát lại. Mấy anh chị phải không, là giống như tiệc tùng nè ha, hay là bất cứ gì vui chơi cứ quay like tự nhiên, cái đó là từ Facebook của nhà mình mà không ảnh hưởng gì hết ta. Chia sẻ vui mà, và mọi bạn bè cùng vui lên. Xin nói rõ là luôn á, mình luôn học hỏi mà luôn nghe, và mình không chấp nhận điều dễ dàng, không bao giờ chấp nhận điều dễ dàng. Và điều cứ tin tôi đi, cứ ăn nhậu đi, nếu mà anh chị mà cứ ăn nhậu đi, không, cứ vui chơi đi, cứ thức khuya dậy trễ đi, cái giường ngủ của anh chị là cách giường bệnh không xa đâu, nó trong gang tấc à. Và lúc đó là bán không có giá, đừng có trách tôi. Phải không, bán không có giá đừng có trách. Tại khi anh chị đi làm hay đi gì á, anh chị bán bản thân đi, mà anh chị phá hủy cái bản thân, anh chị không xây cái bản thân nó tốt lên, anh chị không học hỏi, anh chị không trao dồi kiến thức, anh không chị không làm điều tốt đi, thì cái bản thân anh chị là bán không đáng giá một xu. Nếu như anh chị nằm trên giường bệnh, ngay từ bây giờ anh chị nên chọn cho mình một nhóm người. Giống như anh chị muốn cần thay đổi cơ thể phải không, muốn cần tập gym phải không, thì anh chị cần một cái chuyên gia về gym. Nếu anh chị muốn thay đổi mà cái cách sống, cách ăn uống, cách nấu ăn phải không, thì anh chị tìm một cái chuyên gia dinh dưỡng. Nên tìm như vậy thì họ tư vấn cho anh chị mọi thứ. Họ tư vấn cho anh chị mọi thứ, tư vấn nhiều thứ. Thì tất cả anh chị đều phải chọn cho mình một người cực kỳ tốt. Bạn bè của anh chị rất là nhiều, nhưng mà mấy anh chị phải định hướng bạn bè anh chị rất là nhiều. Mấy anh định hướng bạn bè nào tốt, bạn bè nào họ bạn bè anh chị là tập hợp giống như một thân cây to vậy nè, thì phải có lá rồi có nhánh. Cái này tôi học ở đâu đó. Có thân có rễ, thì bản thân của anh chị là thân đúng không, thì bạn bè anh chị á, mỗi người á, họ là lá, họ là cành. Họ là lá, họ là cành. Nếu mà lá thì qua mùa đông thì lá rụng, thì bạn bè đó là bạn bè lá, là thuộc hệ lá. Còn họ cây thì có thể là mất dinh dưỡng, khô, cành gãy đi. Thì nên thì lúc đó chỉ còn rễ thôi, rễ nuôi thân cây. Thì chính như những người rễ là bạn bè cốt rễ của anh chị á, là những người đó tư vấn cực kỳ tốt. Mỗi lĩnh vực với bạn anh chị nên tìm cho một người tư vấn chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia sắc đẹp, thì một trong họ không phải là người giỏi nhất đâu, họ không người giỏi nhất đi, thì họ làm cái gì đó thường xuyên. Trên thế gian này không có người nào giỏi nhất hết. Nói thật sự mà nói vậy, thì nói như vậy thì có thể đụng chạm nhiều người, nhưng mà anh này trên tường của tôi mà, tôi có ảnh hưởng gì đâu, tôi tha hồ tôi nói. Ở ngoài chợ đi, mấy anh chị ra ngoài chợ đi, mấy bà bán rau củ không?
thấy mày bán rau củ không? Họ họ không biết cái chữ nè, nên nhớ là họ đếm tiền, là họ thối tiền, họ bán buôn là không có lộ một xu nào luôn. Tại vì họ làm cái việc đó gần 40-50 năm rồi, họ làm có một công việc họ thường xuyên, họ làm một thường xuyên thì họ chuyên làm neo, tối ngày họ cứ làm neo ha, là họ chuyên hớt tóc thì tối ngày họ chuyên hớt tóc, hay họ chuyên nấu ăn thì tối ngày họ chuyên nấu ăn, thì họ nghiên cứu một lĩnh vực nào đó thì tất nhiên họ làm liên tục năm này qua tháng nọ. Giống như khi mà tuyển phi công lái máy bay thì điều kiện cần và đủ là họ phải có 10.000 giờ bay, họ có 10.000 giờ bay. Thì xung quanh mấy bạn, mấy anh chị có nhiều người giống vậy, anh chị nên tạo ngay từ bây giờ, tạo một cái nhóm trí tuệ cho mày. Họ trợ giúp, có cần alo gì vấn đề gì đó, alo về tài chính hay bất cứ thứ gì, xung quanh anh chị đầy người hết. Điều đó anh chị phải mở lòng ra, thì anh chị phải đón họ về, đón họ về đội của anh chị, thì lúc đó anh chị mới có nguồn lực hỗ trợ xung quanh. Tôi cũng vậy. Tôi cũng đang tuyển dụng những người ưu tú vậy về đội của mình. Tôi đặt mục tiêu là tôi chọn họ, những người bạn của tôi, những người gọi là những người rể từ đây đến 10 năm sau. Tôi tạo một cái nhóm từ đây tới 10 năm sau. 10 năm không phải là xa lắm. Thì tôi chu du cho 10 năm, tất nhiên chắc là còn 1/3 còn lại của đời người tôi rồi. Tôi luôn luôn sống yêu đời, tôi luôn luôn chọn thức ăn đúng cho mình, tôi luôn luôn lắng nghe cơ thể của mình, luôn luôn ngủ đúng giờ và thức dậy sớm. Tôi làm được, anh chị làm được. Anh chị luôn luôn nhớ một cái nữa đó là mình, anh chị luôn phải sống tiêu cực, sống tích cực và duy trì các mối quan hệ tốt với bạn bè xung quanh. Bản thân tôi không thích làm điều dễ dàng, nào khó là làm, dễ dàng không làm. Ok. Và một cái nữa là mình muốn trình nói ở đây á, khi mà các anh chị có thể nghe lại cái video này. Mình cũng nói rõ là mình tên là Khang, mình hiện tại là đang độc thân ha. Đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và vấn đề chủ đề mà một cái nữa là tuần sau mình sẽ quay lại gặp các anh chị. Chủ đề tuần sau đó là mình nói về một cái nỗi sợ.